Chào quý vị, chị cô chú quay trở lại kênh Việt Phú. Trước mặt quý vị, chị cô chú là một cái tủ điện thoại rất là nhiều cũ. Thì thực ra là có rất nhiều anh chị hỏi về cái điện thoại cũ bên này. Em trước đây em ít khi em làm. Vì sao? Là vì cái điện thoại cũ bên này rất là đắt. Hàng siêu thị đắt hơn hàng hàng mà chắc ok ấy, pin ngon các thứ đắt hơn hàng Việt Nam rất là nhiều. Nên là em ít khi em làm vì giá cao quý vị. Nhiều quý vị quan tâm nhưng mà biết giá xong thì quý vị cũng không 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 mua được. Không phải không mua được mà quý vị không 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 mua so với cái giá ở Việt Nam thì quý vị phải là cao hơn rất là nhiều à, nên là nhiều quý vị cũng hỏi đấy. Nhân tiện là hôm nay em sẽ quay quý vị cùng tham khảo mấy cái luôn nhé. À, đầu tiên thì trái sang phải đi, trên đầu đi Samsung Galaxy S20 nhé, giá 6,9 cả thuế, tương đương khoảng tầm 14 triệu 13 triệu mấy rồi ở bên này nhé. Đấy 51A con này chắc có 5G đấy, đúng rồi đấy. Có 128 GB kìa, có 5G. Còn số 20 SC51A nha quý vị nhé. Còn bên này cũng là SC51, Samsung Galaxy A51 giá là 4,3 tương đương 9 triệu rồi, hơn 9 triệu. Con này không có 5G, 4,5G thôi. LTE 128 GB đấy. Camera thì 5500 4800 1200 bao nhiêu megapixel, 48 megapixel. Trước là nó có mấy camera ấy, thì một cái là 48, một cái 12, cái trước là 55 ấy. Docomo Galaxy S10 3,6 tương đương 8 triệu rồi. Bên này là gì đấy? Note 8, Note 8 2,3 tương đương khoảng tầm 5 triệu. 4G LTE cũng nói chung hàng ở đây thì đã được check ok, trong tủ này thì là ok rồi. Cái nào mà không ngon thì người ta ghi không ngon lên luôn. Hàng là hỏng lỗi F7 DGE nhé, vẫn còn rất là đắt nhé, vẫn còn tầm 2,4 triệu ở bên này. Hàng màn hình cong như vậy nhé, cong hai bên này, vắt hai bên đấy. Còn bên này là Fuse 2 này, Galaxy Fuse 2 thì cũng gần bằng cái F7 DGE thì nó khoảng tầm 2,2 triệu đó. Bên này một cước còn chuyện điện thoại vậy nó rất là đắt quý vị. Ví dụ một cái iPhone mà rẻ rẻ thì cũng tính khoảng tầm 300 nghìn một cái rồi, chưa kể cước tính theo cân 200 nghìn một cân. Còn mà cái loại mà iPhone 11, 10, 11, 12 trở lên á thì cũng là 700 nghìn một cái cước một chuyện. Ở dưới này có mấy con SIM của Docomo HS này, Sharp. Đấy, ví dụ như cái con này Sen nhé. Sen thì 32GB 6 Sen 4 tầm 1,4 triệu gì đó. Camera 13 MP, một cộng 32 GB. Cái này chắc là một cái em nào nữ bán. Con Aquat Ever. Con này có cái nút phím hôm rất là đẹp. Có giá cũng 1,4 triệu gì đó. 1,4 triệu nha quý vị. Đấy, từ đây cũng hơi đông người nên em cũng hạn chế nói to tí. Ở phía đầu góc này lại thì có mấy con Samsung Galaxy A30 thì cũng A30 thực ra nó không đắt. 4G LTE cũng 64 GB. Giá này có 2,3 triệu bên này đấy. Màn hình của nó là bao nhiêu inch đây? Không thấy ghi lên đây. Nó trong đời sản xuất thì là 2019. Con này chắc là 6,3 inch nhá, 6,2 inch gì đó. Không ghi cụ thể ở đây này, nhưng mà theo cái kích thước này là 6,2 inch. Aquat Sen của thằng cái này á, Aquat là của Sharp hay là sao cũng không ghi thông tin cụ thể lắm, nhưng giá này cũng khá là cao. Nhiều anh chị cô chú có biết hàng về Sharp thì cũng rất là ưng hàng Sharp. Aquat Sen 3 Basic này, SHV này, 48 Silver này. Con này thì cũng nhớ 32 GB này,
chụp ảnh 12 megapixel, có 4G LTE nano SIM, giá tầm 2 triệu. Hàng cũ nha quý vị nhé, tất cả đây hàng cũ nhé. Nhiều quý vị xem video thì hỏi đây là hàng mới chưa sử dụng à hay như thế nào, cũng hơi khó. Đây cái này là Samsung Galaxy S9 Plus nhé. Bên này Note 9 nhé, cái Note 9. Note 9 tôi đưa giá khoảng tầm hơn 7 triệu bên này. Chưa cước. Còn S9 thì nó không tương đương hơn 5 triệu bên này. À đâu, 6 triệu bên này chưa cước. Xperia này quý vị này. Xperia Z 2 Primer Premium này. Premium thì có giá khoảng tầm hơn 4 triệu. Còn Xperia XZ1 thì tầm 2 triệu 3 gì đó. Hàng thì đã được check ngon lành, có tem xanh kìa, có tem dán trên góc điện thoại ấy. Đã check xong và đã xóa cái tên liệu dữ liệu của cái người dùng cũ ấy. Đây thì size này là LG, cái size LG không nhỉ, đúng rồi, LG V31. À rồi, xong V31 sao bây giờ rõ rẻ như thế này rồi. V31 bây giờ chỉ có 3.2 từ 700.000, quá dữ, sản xuất 2014. Dòng V của LG này dùng cũng ngon nhưng mà nó lại hay bị chết màn hình thứ thuộc quê là của thằng nào. Con này điện thoại rất là hầm hổ, rất là gai góc. Mà là mấy con Xiaomi à, Mi 10 lít 5G. Ôi giời, giá 5 triệu đấy, 128GB. Trên kia là Galaxy S8 cũng 2 triệu 3 cho quý vị nhé. Ở trong rưỡi này cũng nhiều con của Shopbank, hàng của Sáp thì giá nó rơi khoảng tầm 1,5 triệu hơn tí. Đây này cũng có Huawei P20 lít này em đang dùng đây, rồi có bán 1,3 triệu. Ngày xưa em trước em mua mất gấp đôi vậy, nhưng cách đây thì cũng khá lâu rồi nên là giá này cũng nó thay đổi theo hàng ngày thôi. Còn P10 lít thì có hơn triệu. Huawei P10 lít rẻ thật. Nói chung điện thoại cũ nào ra đây mua cũng được, nói chung em mua bên này mà dùng thì cũng khá là ok. Còn gửi ở Việt Nam nữa thì giá nó cũng khá đắt đấy. Mua trên mạng thì cũng rất là nhiều, tuy nhiên thì ở đây người ta check cho rồi, ra đây thì lấy về dùng nó cũng tiện. Bên này thì có mấy cái con kiểu đồ cổ cổ cũ, Disney Mobile cái thứ, cái này thì cũng không có, người Việt Nam mình chắc không biết, ít người biết. Hàng Aquat của Sharp này thì nhiều người biết này, dùng ok này, cũng rất là ngon này. Sang bên kia quay lại con tablet cho quý vị cùng coi. Ở đây có rất nhiều là cái tablet cũ nha quý vị nhé, và tính bảng thì nó cũng của iPad có này, rồi Lenovo có này, rồi các hãng đều có, hầu như có đấy. Thì em sẽ lướt qua hôm qua đây, mấy con iPhone SE này cũng 1,5 triệu, iPhone 7 thì cũng 2 triệu hơn đấy, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 7 Symphony, Symphony Việt Nam gọi là gì, quốc tế thì cũng tầm hơn 3 triệu. Em sẽ quay lại quý vị cùng nhìn kỹ chút. Cái này là gì đây, iPhone XR 64GB 8 triệu. X32 tầm 7 triệu đó. XS 9 triệu, 10 triệu. 8 Plus 7 triệu. 64GB. Nhiều anh hỏi giá iPhone ở bên này là nó cao hơn Việt Nam rất là nhiều nên là tốt nhất là không chơi được. iPad Pro này, sản xuất năm 2018, có giá là 13 triệu, gần 13 triệu. iPad Pro sản xuất 2015 thì giá 8 triệu. Đây qua có anh tiện có anh hỏi về giá MacBook cũ, laptop cũ này, có iPad cũ này. Đây là iPad Pro 10.5 inch sản xuất năm 2017, giá tương 13 triệu gì đó. iPad Pro 64GB 2017 cũng có giá 9 triệu. Đây
Đây, chỗ này nó đông người quá, em cũng không tiện quay lắm. Hẹn quý vị, anh chị, cô chú trong các video sau nhé. Em xin hẹn gặp lại, chào và hẹn gặp lại.